Chào Dương Vy nha, Dương Vy mới xuống chào mọi người nha. Thứ nhất là mình nói là tại thời điểm hiện nay có tới 3 cái live stream, thành ra cái lượng của mình nó hơi ít, mà thậm chí là que củi nó không có, tại nó đang nằm hai cái diễn đàn bên kia rồi, nó bằng lưu ly rồi. Chứ mình bữa sau mình tính cái lịch làm sao mình lên né né bớt cái diễn đàn quen thuộc đấy, tại những cái diễn đàn không anh lớn hơn. Thành ra không, cái này nè, cái không, em đính chính anh nè, tức là em làm cái này em không có sắp lịch cả gì cả, tức là từ hồi nãy á, qua bên thằng qua bên diễn đàn của thanh niên tư lãng cụ Tèo đó, nghe cái đám mà chống phá nó xuyên tạc về cái chính sách bảo hiểm xã hội, nghe mình ức quá, anh đang một tâm phải không, thì mới nói là thôi để lấy copy cái like đó về mở cái like để lên cho anh em vào anh em mổ xẻ. Thì anh hiểu rồi, chứ tại vì các cái diễn đàn quen thuộc có mình không vô thì nó cũng khó, mình mở lên mình không theo dõi anh em thì nó cũng phải nghe. Dạ dạ, một lúc tới ba cái diễn đàn, nó thì hai cái điện thoại cũng đủ, ba cái điện thoại đủ. Đây đây đây, vẫn còn xem cái diễn đàn của anh, thấy anh Bằng Nguyễn này đó, vẫn còn. À thì trước hết là chào mọi người nhớ, thứ hai là hỏi Trần Thắng, mình tìm cái nickname Trần Thắng để mình kết bạn, hôm qua mình tìm không thấy cái nickname của Trần Thắng, không biết cái avatar của Trần Thắng cái gì, hôm qua mình tìm hoài không thấy. Lấy em xe đừng lên qua cho, lấy em xe đừng lên qua cho anh. Tìm hoài cũng không thấy, thành nó không kết nối kết bạn được. À, thì thôi thì vừa vô chương trình thì cũng chào lại mọi người. Thì mình sẽ nói ngược, tức là có ba vấn đề mình nhớ nãy giờ anh em đề cập thì mình nói ngược cái nối cái tiếp của cái cuối cùng là mình nói tiếp, nói trở về đầu lại. Tức là anh em đang đề cập đến cái chuyện mấy hôm nay đại hội đảng thì không thấy có cái lực lượng mà lâu nay cứ hay làm rối loạn ở Hà Nội, mà chủ yếu là cái này, chủ yếu là cái đối tượng anh thường cho anh vẫn quy kết gọi là hành nghề dân oan, hành nghề dân chủ. Tại sao nó hành nghề? Bởi vì là bọn nó làm để lấy tiền, kiếm tiền. Dạ đúng rồi. Tên là phải hành nghề, chẳng chả có dân oan, chả có cái dân chủ nào ở đây hết ấy. Thì chúng hành nghề bằng cái nguồn tiền ở đâu? Tiền ở các cái đối tượng chống phá ở nước ngoài gửi về, kích động để tài trợ cái nguồn tiền đó để cho người ta hành nghề dân oan, hành nghề dân chủ. Nói chính xác, anh kết luận chính xác vậy. Cái thành phần mà suốt ngày cứ ở Ngô Thị Bạch Thang chính một nó thì nhậm số 1 phải không? Đúng rồi. Các cái tổ chức, các cái lực lượng kia thì là hành nghề. Mà tại thời điểm hiện nay ít thấy, đó là lẽ đương nhiên. Bất cứ quốc gia nào có một sự kiện quán tính quốc gia mà nó đã trọng đại thì các cái lực lượng an ninh người ta phải phong tỏa, người ta phải ấy. Bất cứ nước nào vậy, không riêng gì Việt Nam. Cho nên thời điểm này anh nào mới có hỏi hay không ai ra thì người ta phải dẹp thôi. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, cái nguồn tài trợ cho hành nghề giới quan, giới quan giả nói nó bị hạn chế, rất là bị hạn hẹp lắm rồi. Yeah. Bởi vì tại sao? Cái nguồn tiền đó bây giờ huy động ở các cái nước đó phải dễ. Trong cái tình hình mà dịch Covid tràn lan, nghề nghiệp người ta bị đóng cửa, không làm ăn nên làm ra, huy động đó có dễ, đó phải dễ huy động. Đó là thứ nhất. Thứ hai, bây giờ người ta cũng không thấy cái hiệu quả của chuyện tài trợ quyên góp rồi đi tài trợ để mà góp vào cho các thành phần chống phá trong nước. Về hoàn không đem lại một cái gì hết, thì người ta không có còn dễ bị lừa gạt để mà nó quyên góp những cái khoản tiền đó. Cái nguồn tiền đó nó không còn dồi dào như lúc trước, không còn dễ dàng huy động quyên góp như trước đây. Cho nên cái tài trợ cho các cái lực lượng hành nghề dân oan rồi là hành nghề dân chủ thì nó ít đi. Mà cái dân mà hành nghề dân oan mà cái tiền lên thì tôi làm mạnh, mà không có tiền tôi không làm, vậy thôi. Có tiền tôi tăng lắm, không có tiền ít tiền lại tôi cũng làm. Cái kiểu tiền nào làm, tiền bao nhiêu làm bấy nhiêu, tiền nhiều thì làm ăn mà ít tiền thì siêu xuống lại, đó là làm đó. Coi như là hành nghề dân oan theo định mức đúng không nào mình làm. Cứ nhiều tiền cứ hăng hăng lên xí, mà không có tiền tôi nghĩ
Mặc cả mà, hành nghề đó cũng có quyền mặc cả lắm đó, cái ngành nghề dân ngoan cũng có quyền mặc cả. Ôi trời, thằng tí không có nghỉ ở nhà, kiểu vậy đó. Trước đây chúng ta có những cái clip mà nó quay lại là có những cái đối tượng đi chia tiền, phát tiền đó, mà chủ yếu là ai, hành nghề dân ngoan, chủ yếu cái lực lượng nào, chúng ta cũng hiểu rồi đúng không? Nó vào ngõ ngách đối với những cái gia đình với người, chủ yếu là người, mấy người phụ nữ lớn tuổi không còn sức lao động nữa, thì nó cho mấy trăm ngàn hoặc ngày đó là hăng lắm, tại vì họ nó không có sức để cày ruộng, nó đi làm ăn bốc bánh gì nữa, thì cái thành nghề giống ngoan là cái thằng đó chứ thằng nào. Thì bữa em có coi một cái clip á, em có coi một clip cũng đi hành giống như anh nói, hành nghề dân quan á, cầm băng rôn cầm giấy đi đầy đường, mà mặt em nào em lấy tươi cười hớn hở giống như đi chảy hội. Lạy mấy cụ luôn. Thế anh em mình bây giờ lên diễn đàn thì có nói là dân oan, nhưng phải nói là thêm hành nghề dân ngoan, cũng đừng có nói là lực lượng dân chủ mà là hành nghề dân chủ nha, các đối tượng hành nghề dân chủ, bởi vì hành nghề thì nhận tiền mà, bằng lương mà. Thế nhưng mà anh cũng vừa có một điện thoại nó vừa gửi cho anh, vì tại anh hay để ở chế độ tự động, nó mới mới gửi YouTube, nó ở Hà Nội hay là ở đâu đó có một quán cà phê gọi là No You Cà Phê, mà nghe nói hình như bị bắt gỡ cái bảng nó xuống, là phải có clip của ai đang hình như Việt Vision quay thì phải, không biết của ai, nó vừa gửi anh chưa kịp xem, anh mới thấy cái thiêu đời vậy anh đưa lên thôi. thử coi, anh đưa lên màn hình thử coi dưới này có ai biết không. Hỏi Dương Vy thì có xem không, tại vì ở trong cái YouTube nó mới vừa báo vậy, anh đang xem đang cầm máy này anh không coi được. Dạ chào Nguyễn Hữu Nhàn. À, chào Nguyễn ở nhà nha. Thì đề quán cà phê No You Cafe, thì nghe các lực lượng thấy công an, các lực lượng đang đứng trước quán hình như tháo dỡ, hình như đây là cái tên, thì mới xem cái tên để kéo xuống xem thì là xóa mất rồi, có cái tên chi đó Đặng Tùng một cái chi cái phải không biết nữa, mới mới đang để xem để chờ anh xem để kéo xuống là thấy không nha. Anh nhà anh nói cái gì VVS đưa lên rồi, VVS là gì thì em không biết. Đặng Tùng Lê Hoàng, không biết nghe cái tên, hai cái tên này mình chưa nghe, bây giờ thấy ở trong cái YouTube nó đưa xuống Chào cô Tèo. Chào của Tèo nha, Tèo chưa ngủ, Tèo nhưng bên Thằng Mỹ Nguyên đang nói làm chính xác rồi, ra mình tâm là Hà Nội là đã xử lý cái vụ đó rồi đó. ok, thì cái YouTube nó cũng đang đăng cái cảnh đang xử lý cái chuyện đó mà, nhưng mà tại vì hỏi thử mọi người có biết cái quán cà phê này không, hoặc tồn tại hoạt động nó như thế nào, thì nói về cái ý mà Dương Vi nói là mấy hôm nay thì các cái lực lượng hành nghề dân oan, hành nghề dân chủ đó nó vẫn là phải đúng đó. Các cái nhân viên nhanh mạnh phân tích có vẻ như vậy là chính xác, bởi vì Trụ sở đúng không ạ? Giống như là trụ sở không? những cái nguyên nhân đó đúng Dạ. không? À, Dạ. ngược lại cái thứ hai là nói về thuế, nãy mình đang phân tích về thuế và bảo hiểm đúng không? Bây giờ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y anh tế. nói trước cái phần mà lúc nãy để nói đến chính luôn, để cho cơ quan với Dương Vi này nói về chế độ hưởng lương hưu. Lúc nãy cơ quan nói là tính lương hưu khi mà đủ thời gian hoặc là về hưu gì đó, tính 6 tháng cuối là tính trên cơ sở lương của 6 tháng cuối là sai nha. Tại vì anh Sáu đang tháng phân tích cuối là trước khi anh nghỉ anh, thí dụ như là không, sai, đính chính anh đính chính cho lương khi về hưu tính lương trung bình của 60 tháng cuối, lương trung bình bởi vậy trong 6 tháng cuối là 60%, sáu có mươi phần phần trăm trăm nhưng không, không 6 tháng cuối là tức là anh căn cứ trên cái mức lương của 6 tháng cuối á. Em nói thí dụ như là tự vì không mỗi năm là không anh đang sửa em cái đoạn này mà, tại vì anh đang làm gì đang hưởng cái đó mà, tính lương trung bình của 60 tháng cuối có nghĩa là tương đương với 5 năm, thì tại sao nó có chữ trung bình, vì có thể trong 5 năm đó anh được nâng lương lên hai lần, tức là hai ba mức lương gì đó khác nhau, thì người ta cộng cái mức trung bình của 60 tháng lương đó, người ta chia đều ra, ta lấy cái mức lương đó để làm cơ sở tính 70 hay 75 hay là 60 65 gì đó, đó là tính cơ sở mức lương trung bình của 60 tháng cuối, 6 tháng cuối chỉnh cho đúng cho không nói tặc đó, tặc với luật bảo hiểm đó, luật bảo hiểm xã hội đó, tức là mức lương trung bình của 60 tháng cuối năm
60 tháng cuối, tức là tương đương với 5 năm, vì có thể trong 5 năm nó có người được nâng một lần, hai lần lương gì đó. Đó, thì cơ sở đó mới nhân này, bây giờ mức lương được hưởng bao nhiêu này. Đối với nam theo quy định đủ tuổi về hưu, có nghĩa là hết cái tuổi là hết tuổi lao động á, cái quy định thì anh được hưởng không bị trừ gì hết là được hưởng 75%. Còn có người vì lý do này kia mà cũng rất là nhiều nhá. Tức là về sớm thì cứ về sớm một năm thì ta trừ đi 1%. Nhưng trừ gì thì trừ thì không, mức lương cuối cùng người hưởng thấp nhất lương hưu vẫn là chỉ tới 60%. Cho anh không được xuống 59, có dù họ về sớm bao nhiêu vì lý do sức khỏe, tai nạn, mọi thứ này kia buộc họ phải về sớm á, thì cũng chỉ được đến 60%, chắc họ anh không cho thấp hơn. Còn kịch không là nếu đủ thời gian đóng công hiến, đủ thời gian đóng bảo hiểm, đủ thời gian này kia, đủ tuổi á, thì là 75%. Đó, còn cái người mà không vì lý do này kia, anh nói nhắc lại, thì anh có trừ gì thì trừ cũng chỉ đến 60% là hết, chứ không được xuống 59. Đó là luật bảo hiểm xã hội mà được chế độ hưởng lương hưu là như thế. Cái thứ hai, đối với người bảo hưu, hưởng hưu trí thì bảo hiểm y tế hiện nay Việt Nam đang áp dụng là cấp thẻ bảo hiểm y tế một lần 4 năm rưỡi, giá trị 4 năm rưỡi, rồi mới thay đổi cái thẻ bảo hiểm y tế đó và hoàn toàn không phải bỏ tiền trong cái thẻ bảo hiểm y tế. Đó, cho nên thơ quan đang đi làm cũng phải nắm cái đó để sau này theo dõi cái luật mà, hoặc là người nhà có ai đó về để mà nắm cái này. Còn cái mức áp dụng trả chi phí trả bảo hiểm y tế cho người hưu trí thì từ 0%, có người 0%, có người 5%, có người 1% đối với bảo hiểm y tế cho hưu trí. Và như thế thì mức trả là có người như bà già anh á, là cũng hưu trí á, thì đang ở Việt Nam á, thì hiện nay là bảo hiểm y tế là mức chi trả 0%, có nghĩa là trả mình không phải trả gì hết, tức là chữa trị bao nhiêu thì bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100%, mình không trả phần trăm nào. Tuy nhiên nó cũng giống như bảo hiểm y tế bên Mỹ, nó có những cái loại bệnh và những cái loại thuốc, những cái thiết bị khám chữa nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Bên Mỹ cũng vậy, bên Mỹ này cũng bảo hiểm y tế cũng có những cái danh mục, còn ngoài ra có những cái bệnh, những cái thiết bị y tế nó nằm ngoài danh mục thì mình phải bỏ tiền mua các loại đó, kể cả bên Mỹ này cũng vậy, chứ không riêng gì ở Việt Nam. À, còn anh Nguyễn Hữu Nhàn nói này, 80% là bảo hiểm gia đình, bảo hiểm y tế toàn dân thì ở mức là phải trả 20% là đúng, nhưng đối với bảo hiểm y tế hiện nay ấy, đối với người hưu trí thì có người 0%, có người 5%. À, cho nên Nguyễn Hữu Nhàn cũng nắm lại, nhà được hưởng 80% thôi là đối với bảo hiểm, ví dụ là bảo hiểm toàn dân y tế cho toàn dân, thì bây giờ có thể theo quy định, không biết ở các địa phương khác như An Quy Hương Anh ở Đà Nẵng á, thì Đà Nẵng áp dụng là bán bảo hiểm y tế gia đình luôn, có nghĩa là anh mua cả toàn gia đình đó. Ờ, cô Tèo nghe rõ nha, cô Tèo để cho mấy thằng chống phá nó vào bên đó nó, cô Tèo có cơ sở để cô Tèo phản biện lại cho nó nha cô Tèo. À, thì anh Hữu Nhàn nắm lại này nha. Không, anh Hữu Nhàn ơi, anh nghĩ Hữu Nhàn ơi, bà già mình có 0%, và cũng không giấu gì mình ở Mỹ, nhưng mình vẫn có, tại vì hồi trước khi mình qua Mỹ thì mình cũng tham gia công tác ở Việt Nam, mình trước khi qua Mỹ thì mình cũng đã hưởng, tại vì mình về hưu sớm, hưởng hưu sớm thì lương mình được hưởng chỉ có 60% lương hưu trí hiện nay này, cái phần lương đó hiện nay để cho bà già Việt Nam nhận này. Và thẻ bảo hiểm y tế của mình cũng chỉ phải trả 5% chữa trị thôi nha, cái này mình sửa lại, tại bảo hiểm y tế mình cũng mới nhận lại cái mới vừa rồi này, tức là vừa rồi để tiếp tục nhận lương hưu ở Việt Nam và nhận thẻ bảo hiểm y tế thì mình đã phải đi xuống lãnh sự quán Việt Nam ở Houston để làm giấy ủy quyền gửi về cho con em út mình ở Việt Nam, nhận tiền lương hưu đó cho bà già và nhận thẻ đổi bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế mới. Thì trong thẻ bảo hiểm y tế mới mình chỉ phải chi trả 5%, chứ không phải là 20%. Anh Hữu Nhàn, còn bà già mình thì vẫn là 0%. Anh Trần Thắng ông đồ dùng vỗ tay à. Đó là cho nên tức là năm 2021 á nha, năm 2021 thì cái luật bảo hiểm y tế nó sẽ thay đổi và có chiều hướng là nâng mức cao hơn á nha.
cái đó em có đưa lên trang á, em có đưa cái tin đó, xe cái thông tin đó lên trang á, có Đó gì là anh nhà xem qua. anh nghĩ mình ăn cái mức mà thôi qua nói là tức là cái mức được hỗ trợ các cái loại thuốc, các cái bệnh chữa được cao lên, chứ còn cái mức thanh toán đang nói ở đây là cái mức thanh toán bảo hiểm á, bảo hiểm y tế, thì đối với bảo hiểm ở ngoài thì người dân mua thì phải trả 20% là đúng rồi, cao nhất là 20% ở Việt Nam. Thì bên Mỹ này thì người ta không có cái phân biệt là bên Mỹ thì là không có cái chế độ bảo hiểm y tế cho người hưu trí mà phải bỏ tiền mua, và tất cả giống nhau tùy theo các loại bảo hiểm mà cũng là ít nhất cũng phải trả 20%. Bên Mỹ này cũng áp dụng 20% toàn như nhau, không phân biệt hưu trí này gì. May quá bên anh bằng hết rồi thì hy vọng sẽ có người qua bên này que củi rồi nhảy qua bên này, chia ai đó mà anh em chia sẻ cho nó que củi nhảy vô cho nó cho bên anh bằng hết like rồi. À, thì đang nói về bảo hiểm thì mình có mấy cái tại lúc nãy thưa qua nói thì mình phải nói cho nó chính xác lại một chút chỗ đó, tức là bảo hiểm lương hưu tính trên cơ sở 60 tháng cuối cuối để người ta lấy mức trung bình. Rồi còn bảo hiểm y tế thì đối với Việt Nam ở bên Mỹ này thì phải bỏ tiền mua, nhưng đối với hưu trí ở Việt Nam thì bảo hiểm y tế trả chi trả cái tiền mua cái thẻ bảo hiểm đó luôn, chứ còn người hưu trí cũng không phải bỏ đồng nào để mua. Còn bảo còn người dân ở ngoài thì bỏ mua, thì không biết mấy năm rồi mình cũng không theo dõi là hiện nay bỏ ra mấy trăm để mua thẻ bảo hiểm, hình như 600, 700, 800 gì mình không rõ, thì cơ quan nó biết tám sao. trăm năm À, thì chắc là nâng lên rồi, chắc là đối với người hưu trí thì không phải bỏ nó đến năm đến kỳ 4 năm, cấp 4 năm rưỡi thì hết 4 năm rưỡi trước đó còn người thả cao gì mà tuổi là cũng được mặc định luôn anh, trẻ từ 6 tuổi trở xuống là cũng mặc định là nhà nước nó lo cái không thẻ bảo hiểm y tế luôn. nhưng còn nó là khác ở Mỹ này. Ở Mỹ không có cái, ở Việt Nam thì còn có cái chế độ là người già trên 80 tuổi được chữa trị không cả được chữa trị miễn phí đâu, nói là còn còn 1 tháng có bao nhiêu nữa, cũng như trẻ em dưới 6 bắt đầu từ 6 tuổi trở xuống thì khi được chữa trị thì cũng được cái chế độ 6 tuổi trở xuống thì chữa trị miễn phí không cần bảo hiểm. Cái đó là cái đó anh cũng nắm. Vậy là chứng tỏ anh em mình tâm là tức là cho em hỏi cái chứng tỏ là hiện tại cái quỹ an sinh xã hội ở Việt Nam không khác biệt gì với Mỹ nhiều đúng không anh, và chỉ khác biệt là ở đây là cái gọi mình gọi là tỷ giá hối đoái tiền hay là như thế nào đó thôi đúng chưa, nói về chính sách là không Với khác biệt. cái này nữa, nói bảo hiểm y tế thì bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu á thì nó khác biệt thế này. Ở Mỹ á, anh có đi làm hãng hoặc làm chỗ nào mà có đóng thuế, có nghĩa là anh có xét lương mà có đóng thuế thì người ta sẽ tính cái năm anh tham gia công tác, thời gian công tác sau đó hưởng lương hưu. Nhưng mà ở bên này người ta chỉ cần là 10 năm thôi, có nghĩa là anh có làm việc 10 năm liên tục Là được hưu là được tính lương hưu. Thì nhưng mà anh làm 10 năm thì lương nó không có nhiều hết, nó thấp. rồi Thứ hai, cái tuổi nghỉ hưu bên Mỹ quy định rất cao, đối với nam hiện nay tới 67 tuổi mới được tính là về hưu, chẳng phải như Việt Nam là năm 62 đúng không, 60 bây giờ lên 62 gì đó thì 62 như đối với nữ phải không ta? Không biết Ngọc Ngọc Lan, Ngọc Lan nữa không còn trong đây hả? À đúng rồi anh Nguyễn Nhàn. Tức là từ 1 tháng 1 2021 á. 2021 nha anh Nhàn nha, chứ không phải 2020. À không thì cái chuyện mà thông tuyến này thì mình cũng có ngay cái định 20, hình như 20 á, mà 21 là đã áp dụng 1 năm rồi á. Cái thông tuyến này tại vì bà già mình cũng có đi chữa bệnh ở Việt Nam bằng thẻ y tế thì cái đúng tuyến, ví dụ tuyến quận, nếu không thì đi các cái, thậm chí có một số nơi còn thanh toán kể cả nếu được quy định thông tuyến giữa các cái cơ sở y tế tư nhân mà khám chữa là bên bảo hiểm y tế nó cũng có thanh toán á. Thì cái đó ở Đà Nẵng, nhưng mình không nói chung ở các nơi khác nha, mình đang ở Đà Nẵng hình như có cái tính đó, cái chuyện đó. Thì ở nơi khác mình biết Đà Nẵng thì bà già mình năm ngoái cũng đã đi khám chữa ở các cái cơ sở y tế tư nhân mà bảo hiểm y tế có chấp nhận thanh toán, thì tất nhiên không phải tất cả nhưng mà cũng có những cái cơ sở khám chữa tư nhân mà lớn mà có ấy thì cũng được bảo hiểm y tế Đà Nẵng thanh toán. Thì không biết cái đó nó có mang tính toàn quốc hay không, nhưng mà thực tế ở Đà Nẵng là có chuyện đó. Thì cái này mà
mình không kết luận được quy định chung của bảo hiểm y tế toàn quốc, nhưng mình thấy ở Đà Nẵng này bà già mình đang hưởng là như vậy. Thế còn thực ra mình cái bảo hiểm y tế mình hàng năm nhà nước bảo hiểm y tế hưu trí của mình nhà nước vẫn cấp đến 4 năm nữa, vừa rồi mới đổi này, vừa rồi vậy là chứng tỏ anh làm sao mà chứng tỏ nó mình que, nó mình que, nó cũng lợi dụng vào, nó nghĩ là ở Việt Nam, dân Việt Nam còn nhiều người thiếu hiểu biết về cái chuyện này, đâm ra nó cứ rêu rao mà nó mang cái quỹ an sinh xã hội của Mỹ qua mà nó đè Việt Nam. Cái phần an sinh xã hội thì để mình nói tiếp. Thế bây giờ cái cách tính cách tính để tính lương hưu thì ở Mỹ là chỉ 10 năm. Tính lương hưu Việt Nam là áp dụng 67 tuổi là được tính, nhưng 10 năm thì anh làm không bao nhiêu, tính lương rất tháng về một tháng còn có mấy khoảng mấy trăm thôi. Nó không cao. Cả anh muốn mà lương một tháng về hưu trên ngàn ngàn mấy để sau này nếu anh có về Việt Nam ông cái nữa thì phải nhiều năm. Thì đó một cái, thứ hai nữa ở Mỹ là có làm có trích thì có đóng thuế thì mới được tính bảo hiểm xã hội để sau tính lương hưu. Nhưng ở Việt Nam có cái này mà có lẽ ít người tìm hiểu, mà cũng ít do không tìm hiểu cho nên không áp dụng này. Ở Việt Nam ngoài đi làm ở các cái doanh nghiệp kể cả mà có đóng bảo hiểm xã hội ấy, thì đa số mà trước đây làm cái doanh nghiệp nhà nước thì người ta làm đúng cái đó. Nhưng hiện nay các cái doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài làm ở các khu công nghiệp thì thường thường ấy, các công nhân làm ở đó ít khi làm thời gian lâu dài, thường thường người ta hay nhảy một năm hai năm gì đó người ta nhảy qua doanh nghiệp khác, cho nên là thường thường các cái doanh nghiệp đôi khi cũng lợi dụng cái chuyện đó, không cái tính không ổn định của công nhân, cho nên người ta cũng có rất là nhiều cái doanh nghiệp người ta trốn không đóng cái phần bảo hiểm đó, bảo hiểm xã hội đó. Cũng có nhiều công ty cũng bị kiểm cáo, bị phát hiện rồi bị xử lý, nhưng mà không phải làm triệt để được. Trên cái quyền lợi của người lao động là vậy gầy, thì cái nguyên nhân cũng do cái công nhân đó là thường thường là sau mỗi dịp Tết về thì thường thường là hay nghe bạn bè nói là doanh nghiệp này doanh nghiệp kia khá hơn và các anh hay bỏ rồi hay nhảy nhảy, cho nên doanh nghiệp cũng không có tin tưởng ở người lao động nhiều, cho nên người ta hay có cái tình trạng đó. Nhất là có cái đó phải thực tế mà nói chứ không có che giấu cái chuyện đó. Có đó, nhiều cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư ở các cái khu công nghiệp á nói như vậy. Thì cho còn Việt Nam cũng trong cái luật bởi là anh nghỉ việc có lý do thì có giấy chứng nhận thì cũng được sở lao động thương binh xã hội có hỗ trợ cái tiền thất nghiệp rồi cái tiền đi tìm việc trong 6 tháng, thì cái đó anh cũng nắm mà đúng không? Cũng có tức là bảo hiểm thất nghiệp là hình như là được 6 tháng á. Đúng rồi, thì anh cũng được 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp á là được 60% lương luôn á. Cái thứ hai nữa là ở Việt Nam còn áp dụng cái này nhưng mà có lẽ ít người tìm hiểu này. Có nghĩa là ngoài cái việc anh đi làm ở doanh nghiệp thì hàng tháng người ta phát lương, người ta trích cái tiền đóng bảo hiểm đó. Có nhiều doanh nghiệp cũng trích nhưng mà không đóng bởi vì đang cảm thấy cái mức ổn định của cái người lao động này nó họ chưa tin tưởng cái họ giữ đó, nhiều khi anh làm lâu tôi đóng, nếu không tôi anh nhảy tôi khỏi đóng luôn, cái kiểu vậy đó. Thì bây giờ từ công đoàn thứ hai là trong cái doanh nghiệp Việt Nam thì bắt buộc, cái này bắt buộc cho Mỹ không có này. Tức là ở Việt Nam thì bắt buộc các cái doanh nghiệp lớn ấy, nói chung là phải có tổ chức công đoàn để cho công nhân có những đề xuất, có những đòi hỏi quyền lợi, các đề xuất gì thì được qua công đoàn cơ sở, tức là công đoàn tại các doanh nghiệp luôn đó. Để em đọc cái này cho anh em mình tâm nghe này, của theo quy định tuổi nghỉ hưu sửa đổi kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ. Đó. Cái này chẳng thắng tại vì anh đưa chẳng thắng lên đâu. Đưa chẳng thắng lên cho người ta nói chuyện không? Không, để anh nói cho hết cái chuyện phân tích cái bảo hiểm xã hội này thì ở Việt Nam còn có cái này nữa nhưng mà có lẽ chúng ta không có tìm hiểu, nhưng mà cũng ít ai áp dụng này. Tức là
ngoài cái chuyện anh đi làm các cái doanh nghiệp rồi người ta đóng lương hàng tháng rồi á, thì cũng có những người mà này là họ về hưu sớm hoặc vì cái lý do này người ta không tiếp tục làm nữa ở doanh nghiệp nữa mà ta đã đóng bảo hiểm rồi nhưng mà chưa đủ năm thì về có Xin thể chào anh Đồng Oakley. chào đồng có thể là anh về anh làm hoạt động tư nhân ở ngoài anh có thu nhập thì để cho đủ cái năm đóng bảo hiểm thì anh có quyền dùng tiền anh hoặc kinh doanh ở ngoài anh không theo doanh nghiệp nữa không ai trả hết nhưng mà anh tiếp tục đóng cái bảo hiểm xã Đóng hội đó mềm. đóng cho đến đủ năm Đúng năm. đủ thời gian đủ năm đủ thời gian đóng bảo hiểm và đủ tuổi rồi lúc đó anh làm lương hưu thì cái đóng riêng ở ngoài này do anh tự anh định ra là tôi thích đóng cao để sau này tôi hưởng lương cao ví dụ anh tính là 60 tháng cuối năm 60 tháng cuối cùng tôi đóng thật cao lên để tôi tính thông minh tôi hưởng lương hưu được quyền cái đó nhưng mà có lẽ không ít ai làm cái không biết là các cái người làm trong doanh người tư nhân thì cũng có người làm nhưng mà cái này nó không phổ biến lắm không mang tính phổ biến lắm chứ thực ra là luật cho phép cái chuyện đó có nghĩa là Như vậy ông kiện được á, kiện được nhưng mà cái quan trọng là ông chứng minh được hay không mới là quan trọng. Chứ còn kiện thì ông có quyền ông kiện mà, đúng không? Nhưng mà quan trọng là ông chứng minh được hay không nha. Nha Dương Vy nha. cho nên anh đang nói cái này thì nếu anh em nào nghe hoặc mà chia sẻ cho mọi người hiểu về thêm cái bảo hiểm xã hội Việt Nam là như vậy, ngoài trích lương hàng tháng mà trong cái trích lương hàng tháng này theo cái cũ của anh hồi trước á là doanh nghiệp trích 15%, bản thân phải bỏ ra 5%, đó là đủ 20% và 2% bảo hiểm y tế cái nào ông nói rồi thì lúc mình còn đi làm. Thế còn bây giờ mà nếu anh không anh vì lý do nào đó anh không làm cho doanh nghiệp nữa anh về anh mở cơ sở kinh doanh riêng ra anh có tiền thì anh lại tiếp tục đóng vào và cái mức đóng sau này là do anh tự định lấy tức là ví dụ hồi anh làm doanh nghiệp đóng trên cơ sở lương một tháng 5 triệu 7 triệu gì đó bây giờ về anh có điều kiện đóng theo cái mức là 10 triệu hay 12 triệu đó là quyền của Đúng rồi. anh đó, thì cái này nó cho phép nhưng mà không biết có bao nhiêu người đã áp dụng cái này thì mình cũng không có cơ sở thì mình không nói được. Nhưng mà nếu ai có điều kiện thì muốn có lương hưu sau này thì là cũng nên làm như thế. Thế còn cái chuyện ở nước nào cũng có cái chuyện sơ hở của luật pháp. Bây giờ nói về thuế này. Thuế thì hiện nay ở Việt Nam mình do điều kiện về cơ sở hạ tầng quản lý mọi cái hoạt động kinh doanh đó cái mô hình nhỏ lẻ như là chính là nhiều các cái quầy tạp hóa các cái đồ trong thôn xóm cũng mở được hết mà người Dạ, dân chào anh Phạm Sơn. á, thì người ta xài bằng tiền mặt là nhiều ít cái hệ thống buôn bán mình cũng chỉ là tiền mặt chia ra rồi bốc hàng cầm về chứ nó không Dạ, có cái gọi chung là văn hóa vỉa hè. cho nên là cũng rất là khó để cho cơ quan thuế quản lý thuế và đóng góp thuế của người dân chứ nói là cái mức thu nhập của người dân cũng mới ở cái mức có thể là tạm chấp nhận được cho cuộc sống ổn định khá giả một chút thì bớt được phần nào thì theo cái phong tục tập quán buôn bán kinh doanh của mình nữa thì cũng đỡ chứ còn nếu mà áp dụng theo cái kiểu mô hình của các nước phát triển tiên tiến chẳng hạn như Mỹ người dân mình chịu không nổi đâu nói thật Dạ, chào anh. các nhà gọi là chống phá xuyên tạc đừng có nói rằng lấy cái mô hình của người các nước phát triển đã phát triển áp dụng cho Việt Nam bớt đi đừng bắt dân Việt Nam phải chịu những cái đó tôi nói như cái đơn giản này này ở phía Mỹ đây luật rất là nhiều đụng đâu luật đó thì các nhà mà chống phá xuyên tạc đừng bắt người dân phải chịu những cái điều kiện như người Mỹ đấy ở Việt Nam này có hồ có đồ chỗ nào có cá sắc cái cần đi đào ba con giun đất gì đó đến thả câu lấy mấy cả được cá tự mang về lấy bao nhiêu cả quyền người dân cần cái điều đó hơn điều kiện Việt Nam phải cái điều để duy cái kiểu đó hơn chắc không các nhà đừng có nói phải theo Mỹ này tôi giờ tôi đi xách cái cần đi câu á có phải có license cái license phải mang theo trong người đứng câu cá câu được bao nhiêu con cá phải đủ cỡ thì lấy về không đỡ thì rụt xuống mà lấy bao nhiêu con cá thì loại cá gì thì phải lật sau cái license nó có rất là nhiều trang phải ghi rằng là loại cá gì kích cỡ bao nhiêu là ngày nào mấy con lấy về thôi các nhà chống phá xuyên tạc mang dân đấu tranh đừng có bắt người dân Việt Nam phải
cái kiểu đó, bởi vì điều kiện Việt Nam người dân thói quen phong tục Việt Nam đang còn dễ thở như vậy, đang còn cả những cái như vậy, thì các nhà đừng có bắt người dân làm, đừng bắt người dân làm đồng nào, thu nhập đồng nào nào phải từ đầu đầu ra đóng thuế ngay. Nó không như ở Mỹ đó, ở Việt Nam là quy định trên thu nhập trên mức bao nhiêu cái phần dôi ra mà đóng thuế. Nó khác bên này cứ đúng cứ đồng thuế nào ra là đóng thuế đồng đấy. Cho nên các nhà mang danh chữ đấu tranh, các nhà chống phá dân tộc đừng bắt người dân Việt Nam phải áp dụng cái đó. Và các nhà mà gọi là rận chủ, mang danh rận, dân chủ ở trong nước, cũng đừng có cái luận điệu là người dân phải nộp thuế nuôi trả bao nhiêu, cái người dân Việt Nam cũng trả đóng thuế được bao nhiêu người, chủ yếu là các cái doanh nghiệp có đăng ký kinh Dạ anh doanh Trần Thắng, có anh em một tâm nói xong rồi em gọi cho anh là để lên anh trao đổi. người dân Việt Nam, đúng không? Cho nên đừng bắt cái người dân Việt Nam gánh những cái khoản thuế theo cái điều kiện ở Việt Nam đi. Rồi các nhà cũng đừng có nói là người dân Việt Nam đóng thuế đừng nuôi thế này kia. So với cái mức phải đóng thuế ở bên các nước phát triển, nhất là ở Mỹ này, người dân đóng chưa là có bao nhiêu, chủ yếu là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh có mã số thuế là chủ yếu, thế còn người dân đóng bao nhiêu. Trong khi bên Mỹ này hầu như bắt buộc người nào đi làm có xét lương trả qua ngân hàng là phải đóng thuế rồi. Đi mua hàng ở bên Mỹ này hầu như đều phải tính qua máy, anh có trả tiền mặt, anh có trả có thẻ cả thẻ ngân hàng đi nữa thì cái máy nó chạy kêu receipt ra là nó tính thuế trong nó rồi, không có trốn được đồng nào hết, không có trốn được đồng thuế đầu đóng thuế thu nhập ngay từ đồng lương đầu rồi, thì khi đi mua hàng nó phải đóng thuế nữa. Ở đâu cũng phải thế, làm lĩnh vực nào cũng phải thế. Trong cái điều kiện như vậy thì nhà nước thu được nhiều khoản thuế thì họ phải xây dựng phải lại. Cho nên anh các nhà đừng có đòi người ở Việt Nam là thế này. Tôi nghĩ là ở Việt Nam mà cái người dân đóng góp thuế chưa là thấm bé, chưa là cái gì hết đó. Mà nhà nước vẫn lo được những cái công tác, tôi nói về nói an sinh xã hội đó. Các nhà hãy cứ hay nói là Việt Nam không lo an sinh xã hội này, ở Việt Nam có chế độ này hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, có các chính sách chia cho vùng sâu vùng xa hỗ trợ này kia, rồi những người làm như quân đội, bộ đội biên phòng, công an làm những vụ vùng sâu xa còn được trợ cấp thêm, phụ cấp thêm, đó là an sinh chứ còn cái gì nữa. Các cái Dạ. nhà rồi các cái em học sinh ở dân tộc thiểu số xây dựng các cái nhà trường đi học tập trung hoặc sống đến trường học được giảm thuê tiền học, là không phải đóng tiền học, không phải đóng trường nhà trường, đó là an sinh chứ còn cái gì nữa các quý vị, Dạ. đúng không? Bên Mỹ này không, bên này là nhà anh tự mua tự thuê tự trả tiền, trả ai hỗ trợ cho anh cái xây nhà, chả có ai đi xây cái nhà tình thương. Còn nhà cửa anh bão lũ đó, mà mưa tóc bay á còn chả ai đền anh. Nếu anh mua bảo hiểm nhà thì có bảo hiểm nó phải mới trả, nhưng mà anh phải bỏ tiền mua bảo hiểm, tổng chả có cái Đúng an rồi. sinh mang tiền tới sửa cái nhà cho anh, cho anh đến sửa nhà ấy. Chả ai xây cho cái nhà tình thương ấy. Quá tốt rồi con. Hỗ trợ Việt Covid Nam bây giờ thôi muốn gì nữa, không có đòi hỏi cái gì nữa. đó, Việt Nam có những chính sách hỗ trợ. Còn tôi nói là ở bên Mỹ này này, ở Việt Nam mình, những người Việt Nam cũng nên, chàng Nguyễn Việt Nam cũng đừng có nên mơ tưởng ảo tưởng quá đi, đừng có lý tưởng hóa quá ở các cái nước phát triển như Mỹ. Tôi thấy nhiều người cũng lý tưởng quá, cho nên là phải hiểu tìm hiểu những người đang sống ở các cái nước đó để mà nắm